Chào các bạn đã tới với học phần này. Ở học phần này chúng ta sẽ học cách để cài đặt những chương trình làm việc với Arduino, giúp chúng ta có thể code mã lệnh lên trên đó, rồi gửi tín hiệu đó, nạp tín hiệu đó vào chính con Arduino. Đây là một học phần rất quan trọng vì nếu các bạn có học thành công học phần này thì chúng ta mới có thể bắt đầu lập trình cho robot, cho các thiết bị. Học phần này chủ yếu là thiên về cài đặt, vì vậy các bạn hãy cố gắng chú ý và thực hành theo. Việc các bạn thực hành thành công sẽ được minh chứng luôn trong các video hướng dẫn là như thế nào là cài đặt thành công và như thế nào là cài đặt không thành công. Hy vọng rằng vượt qua học phần này, các bạn sẽ đều tự tin bước vào thế giới của vi điều khiển, của việc lập trình cho những thứ mà chúng ta từng nghĩ là vô tri vô giác. Chúng có thể vô tri nhưng mà không vô giác đâu. Lần đầu tiên mình download và cài đặt chương trình Arduino IDE. Đây là trình biên dịch dành cho Arduino, tức là mình có thể viết mã lệnh vào đó, sau đó dùng chính chương trình này để nạp cho Arduino, làm Arduino nhớ rằng nó phải làm những cái gì. Ok, để cài đặt chương trình này thì đầu tiên là mình sẽ lên tìm website là arduino.cc. Đây là trang chủ của Arduino. Đấy, ở đây. Ở trong trang chủ arduino.cc này thì mình tìm một phần download. Ở đây thì các bạn thấy là hiện tại phiên bản mới nhất đang là 1.6.12. Ở đây có các cái Windows Installer, Windows Zip File và có rất nhiều cái lựa chọn dành cho các hệ điều hành khác nhau như là Linux hay là Mac OS, thì mình chọn Windows Installer bởi vì máy mình đang sử dụng là Windows 7. Ở đây có hai lựa chọn là Contribute and Download, tức là đóng góp và tải xuống, hoặc là chỉ Download, Just Download mà thôi. Thì mình chọn Just Download. Rồi sau đó thì chờ một chút để chương trình được tải về. Ok, như vậy là mình đã tải xuống xong. Sau khi tải xuống thì các bạn hãy bật cái file này lên. Chọn Agree. Chọn I agree những điều khoản này. Ở đây thì mình nên tick hết những cái lựa chọn này. Thường là nó vẫn rất quan trọng cho lập trình Arduino mà thôi. Để mình chọn next. Ở đây thì chọn đường dẫn của thư mục, các bạn có thể cài trong ổ C hoặc là bất kỳ một cái ổ nào khác các bạn thích. Rồi chọn install. Ok, sau khi đến đoạn này thì nó sẽ hỏi là Would you like to insert this device software? Thì tức là bạn có muốn cài đặt cái phần mềm cho cái device này không? Đại khái là nó sẽ có một số driver cho Arduino. Và ở đây thì lựa chọn tốt nhất là mình chọn install. Ok, rồi lại install một lần nữa. Nó hỏi bao nhiêu lần thì mình install bấy nhiêu lần thôi. Install nữa. Ok, ở đây nó hiện lên chữ completed, tức là đã cài đặt thành công, đã cài đặt xong. Thì có chữ close, ở đây mình sẽ hiện, mình sẽ ấn vào đây. Đấy, sau đó ở đây mình sẽ bật thanh cửa sổ Windows lên và tìm từ khóa là Arduino, thì nó đã hiện lên ở đây. Đấy, program. Các bạn cũng có thể mở Arduino ở trên desktop. Như thế này, nó đã xuất hiện ở đây rồi. Thì chương trình Arduino đang được khởi động. Ok, đại khái là như thế này. Thì là một cái chương trình cơ bản cho Arduino. Với việc cài đặt này thì cơ bản là các bạn đã làm việc được với Arduino chip cắm. Nếu con Arduino đó không có một cái chip nào đặc biệt nào đó, cần phải cài thêm driver thì như vậy là ổn. Tuy nhiên trong khóa học này mình sẽ sử dụng thêm là Arduino chip dán, tức là sử dụng cái driver phải sử dụng một cái chip nào khác là CH340. Ở thế thì ở video sau chúng ta sẽ cùng nhau tìm cách cài đặt cho driver cho con chip này. Video này đến đây là hết. Hẹn gặp lại các bạn ở những video sau.